Anh em thử rừng chào các bác nhé. Hôm nay anh em lên trên Quan Sơn của Thanh Hóa các bác ạ, lên nhà chú Ngân. Hôm nay chú làm tặng cho anh em một hai cái khẩu súng để bắn cá các bác ạ. Vừa lên tới nơi thì chú làm xong súng rồi. Bây giờ chú chiêu đãi anh em một cái món gọi là món ốc đá các bác ạ. Nó ở trên núi ấy. Nó ở tít chân này này. Nên là anh em năm bốn anh em cộng với chú nữa là 5 người. Bây giờ sẽ leo lên cái núi đá này đi bắt ốc các bác nhá. Nhặt ốc chặt ác ăn thôi. Loại đấy lại khác à? Vâng, loại khác. Chuẩn chuẩn nhỉ? Ừ. bắt đầu có rồi đấy. Vâng. Tìm được rồi đấy. Anh em giờ tản nhau ra tìm nha. Chú Minh được con nào chưa? Đấy, hai em rồi. Bây giờ mới được hai con. Ăn nhiều nhất mà bây giờ mới nhặt được hai con. Con đây được con này rồi. Hai mẹ con luôn. Con này nó đang bú. Bây giờ nó phải tách mẹ nó rồi. Này, hai con này. Ở đây. Loại ốc này lại khác cái loại ốc kia nhỉ? Loại này trông hay nhỉ? Nhưng mà thôi cứ bỏ vào đấy chắc ăn được cá mà. Chắc được. Đấy, bỏ đi. Đến cho kẽ lại nhiều. Đấy. Đấy. Thế cứ theo đấy mà nhặt thôi. Thế á? Bé. Đây, đây. Đây à, đây. Đây một con nhá. Ừ, tối, một con này. Đây một con này chú vừa mới lấy cái lá vào này. Ừ. Lấy cái lá ra. Đây 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 đây, bên dưới này. Hai con luôn. Tối nên là hơi khó thấy. Đấy, tối. Đấy, bây giờ cứ đi ngược lên trên này, này. Chỉ khó cầm lấy cái cành cây á. Khơi khơi cái lá ra là có. Ừ, cái này vỏ thôi. Thằng tự nó đi qua nó bỏ sót cái chúng mình kìa. Tự này kém lắm. Đấy 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 đấy, đấy. Trước mặt chú đấy. Đây rồi. Còn nó không tầm mắt đấy. Đi ngang qua mà không thấy à? Ôi đây. Đây là cái hoa. Ôi nhiều con bé. Chú Minh ơi. Chú được đá quý rồi này. Lấy không? Lấy về mà bán này. Đấy, cầm nó về mà bán cho mà xây nhà. Khỏi phải đi quay, khỏi phải đi làm YouTube nữa nha. Đá này giống kiểu đá Thạch Anh ấy nhỉ. Phải bán cho mà xây nhà. Ôi, nó nằm ở trên này thì mình cứ đi tìm trên này. Toàn lý do. Thế thì phải trèo lên trên này xem nó thế này. Nó làm cái kiểu này. Không có khả thi. Đấy, ai bảo không khả thi. Đâu. Đây, nhặt cho chú nhai. Ừ. Nào. Đây. Ui, to phết nhỉ. Ừ. Thế là phải trèo lần nữa. Ui, nhìn nó cao lắm. Cao lắm, thôi. Ôi, nạp tổ đây luôn. Nhiều lắm á. Mấy con? Một con này. Hai con này. Ủa, nó ở tập trung nhỉ? Chắc là ở đây có cái thức ăn gì nó mới tập trung đấy nhỉ? Đấy, chỗ này lại. Đấy, đây, đây, hai con như này luôn này. Đấy, bên dưới cái lá đây. Đấy một con, bên dưới cái lá một con. À, trốn à. Có khi là tìm quanh khu này chứ mình ạ. Quanh khu này có đấy. Đây này, đây này, đây này, chú mình ạ. Đây, 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 một con bám ngay trên cái dây này. Đấy, đây à? Đấy, đấy, đấy. À đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Ừ, đúng rồi. Đấy. Con này to hết. Không biết quý đây. Với chú Ngân đi bên nào ấy. Thế vắng ấy. Nằm ở dưới trong cái... Không biết được nhiều chưa? Cái rậm rậm nhiều. Có đúng không? Đấy. Trong chỗ rậm nó có. Càng mát càng kiểu nó sâu sâu mát mát ra nó đã ở thôi. May mắn cho anh em là hôm qua lên tới Quan Sơn, lên tới nhà chú Ngân thì trời nó mưa các bác, mưa to luôn. Nên là sáng nay anh em lên thì rừng vẫn còn ướt. Cái đặc điểm của cái ốc này thì nó không chịu được nước, nhưng mà cứ trời mưa thì nó sẽ bò ra nó đi ăn. Còn trời nắng là nó vào hang nên gần như trời nắng là không bắt được. Này rất nhiều cái loại ốc này nhé.
Đến trên này chú Minh ơi, trên này có này. Này, cháu vừa nhặt được 4 con ngay cạnh nhau luôn này. Này nó thoáng. Tìm một khu này chú này. Khu này nó rậm. Sát cái mép được không? Được. Được ít anh ạ. Đi về phía nào? Đi về bên đây. Anh tự chúng mình ở trên khu này. Đấy, đây này, đây này. Đây, đây con. Anh xem nào, lấy túi anh xem nào. Đây chúng mình nhặt cũng đầy. Đấy. À. Thế thì bên dưới đấy có vẻ không nhiều ở trên này. Trên này nhiều lắm. Cần phải làm cái chày dãy cua. Chày phải đều lâu vắt cổ chày lấy nước uống. Chú Minh ơi, đem đây dồn này xem được nhiều chưa? Bỏ dồn vào một túi xem được nhiều chưa? Ủa, định ăn thua của mình mới là nhiều này. Đây. Ờ, thằng này tài hơn nhiều. Người trong phải 2 bát tô. Tự nhiều nhỉ, một của chú nhiều mà. Đồ dồn ạ. Kiếp, ăn cho hết. Trời. Đây, trốn đây. Này gọi là 2 tô rưỡi. Này 1 bát con. Trời ăn thoải mái. Nhặt bớt rác đi. Lá cây đầy. Nhặt con nào bó nồi luôn đi nhỉ. Bó nồi bắt đầu rửa. Rửa bớt cái bùn đi, luộc thôi. Ăn luôn trên đồi. Nó phải nuôi. Nuôi ở cả dày. Này thì có 2 loại ốc. Nhưng mà nghe chú nói thì cái loại này khó lấy hơn này. Chỉ lấy được cái đầu nó ra thôi. Ít khi mà lấy được cả thân. Ăn nhiều không ạ? Bỏ lại đi. Cháu chắc thì ngồi chơi để chú làm các bác. Chín đấy. Bác xuống rồi. Nhắm thôi. Bên kia có tảng đá băng kìa chú Minh kìa. Tiếp được kìa. Chỗ gốc cây ạ, chỗ gốc cây. Ta ngồi đây thôi nhỉ. Có xung quanh đây thôi. Lại đi. Một tạt có. Có cầm một tạt. Cày lắm. Thế thôi nhỉ. Thế thôi. Đấy có vị thôi. Này đúng là đi ăn đi chơi thôi các bạn. Cái món đặc sản của Quan Sơn. Chú Ngân dẫn anh em lên đi bắt. Cốc núi, ốc đá.
Ở dưới cháu thì cá đang còn, hôm nào có thời gian chú xuống chơi, anh em chú cháu ra đi bắn cá không? Mình lò mới lên. Vâng. Con đang qua lúc chú mai man nơi, chú phê. Cho tí mà tăng. Mời chú nha. Chào mời chú nha, chú chưa phải chú ạ. Mời tất cả các bác nha. Mời tất cả các bác nha. Mời mọi người nha. Đấy, bạn ốc. Đấy, cháu lấy được hết luôn rồi. Được, thế là mình luộc vừa đấy. Vừa tầm thời gian. Chấm ngập mồm vào. Một cái này không đem được lá chanh gì mà. Mời các bác nha. Sáng đi vui quá. Yeah. Đây có lá chanh lèn mà. Có, đây rồi. Đây. Này khó ơi. Chơi lá đấy. Hấp, một tạt nhiều thế sốc. Chấm vào chỗ có một tạt đấy. Được, ngon không? Ngon nhỉ. Ngon nhưng một tạt sốc quá. À, tròn nhiều gớm. Ra cả con luôn, không cụt đoạn nào luôn, ra đến tận đuôi luôn. Luộc vừa tới. Ây chà. Con nào mì khô nó cuống đi, bên đầu phần cửa rưỡi luôn. Cao tô một cái chén đi. Dạ. Cái này nó quay được ngon. Nhiều đất luôn nha. Nhiều ngầu cửa như luôn. Quét nó ra. Đấy. Loại bằng cái chén mới sữa. Ra hết luôn. Ra hết luôn. Không con nào bị đứt nhỉ? Gần đứt. Đang còn cái nắp kia. Nắp này tí nữa ăn gỡ sau anh. Ừ, hay là tôi ăn cả. Cầm cái này này. Vào đấy. Đóng nắp. Cầm này này. Đấy. Vào đóng nắp mai không ra đó nhỉ. Đấy nhá. Để cho camera đấy nhá. Camera đấy nhá. Đấy. Cứ chặn ra luôn. Nghệ thuật cá. Chén của từ dạ vâng. Cái vảy của nó cái này gọi là cái vảy ốc. Ừ. Đúng rồi đấy. Không phải là nắp đâu. Chấm sâu vào tí. Đấy. Ăn toàn lá thuốc đấy. Lá thuốc mà. Ăn phải lá han là cũng lá thuốc luôn. Thuốc luôn. Lá thế mày ăn đắng lắm đấy. Lá giấy, lá han. Lá giấy thì cái này còn con. Lá bên. Nó cắn. Ôi, giá hết luôn. Không phải ngoáy luôn nhỉ? Phải ngoáy luôn. Thôi. Cắn bật bắn không sắp chấm lút vào luôn. Mình có ít thèm đấy. Dạ. Các bạn cũng sắp thèm đấy. Ngon. Con này đắng trong ngon á. Con này ngon không? Con này ngon hơn á. Ngon, à, ăn thơm thơm ạ. Cái này nó ăn các loại lá khác. Không biết nhưng mà con này trắng ăn thơm thơm. Kiểu ít nái rồi mình. Thử cho nó. Thử đi, anh thử đi, nó thơm. Cầm chắc. Anh cứ cầm lại em xoay. Đúng rồi. Vị nó khác. Thơm hơn à? Thơm hơn. Anh chỉ ăn một con đen trước. Chả trách từ lúc giờ cái thấy quý chọn toàn con trắng không. Thế thì thế nào? Cái đống nó toàn vỏ trắng không à? Thế à? Ừ. Hay chứ nhỉ? Dạ anh em nói tình cờ nhỉ? Tình cờ thật. Chú thì sở trường ăn đúc nhưng mà không biết là loài nào nó mới ngon. Thì loài anh cứ ăn được là ăn. Vì không phải hiểu bảo hơi hườn. Ở dưới cháu có cái ốc đá suối, ốc mà loại to như ngón tay cái này chú này. Sao chú có thời gian xuống? Ốc đây ốc suối. Mời anh nhé. Suối. Em mời anh ạ. Ăn đi. Không ăn à? Người lớn nó nói chuyện. Ốc đó chú thích lắm. Ngon. Ốc đấy cho cháu lại nhiều. Mình hút được cả nước mà. Vâng. Để cho cháu thì cái món này lại không có đâu này. Cái món ốc đá này. Hiếm lắm. Ốc khe. Mình có nhưng mà số lượng gọi là đi khoảng một cây số vuông được khoảng 3 con. Hôm sau chú xuống một chú đêm là vâng. Mình lấy kính đấy. Mình vâng. Đi lặn cái ốc đó nó mò ra hết. Vâng. Nó không gọi cháu nói đâu. Nó con bằng ngón tay này. Nhưng mà cái đấy là do cái kính nó phóng to lên. Nó phóng to lên bằng cái ly ạ. Tự nó lên rồi. Em nhặt 3-4 con ốc chứ. Ui, cái ốc to bằng cái ly. Cá rô phi có bằng 3 ngón tay nó lên bảo con này 3 cân. Rồi kính lặn. Rồi kính nó phóng lên á. Phát lúc có mày cái nhìn ạ. Hai con của em nhé. Khả năng là cũng hết cái chén này rồi là ta lại đi một vòng. Anh em được một chuyến đi chơi lên trên nhà chú Ngân. Anh em về chắc là sắp tới sẽ có một cái series đi bắn cá các bác ạ. Thì hy vọng là các bác sẽ theo dõi cái series mới này của anh em nhé. Còn video hôm nay thì có lẽ là anh em chào chú, anh em tự dừng là cũng xin phép dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của anh em nhé. Tạm biệt các bác. Chào các bác nha. Tạm biệt các bác nhé.